Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Trò chuyện cùng Tam Đa Media số đầu tiên. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng 5 hàng tháng. Chuyên mục nhằm gửi đến quý vị và các bạn, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, những câu chuyện hội nhập, thành công, những nhân vật, những vấn đề đang tồn tại, cũng như những câu chuyện thời sự đang diễn ra trong đời sống của người Việt tại Séc cũng như xã hội sở tại. Với hy vọng rằng chuyên mục Trò chuyện cùng Tam Đa Media sẽ nhận được sự đón nhận và quan tâm của quý khán giả. Còn bây giờ, cùng chúng tôi chào đón nhân vật ngày hôm nay. Sinh năm 1987 tại Hà Nội, quê gốc Thanh Hóa, Việt Nam, Dương Nguyễn Yiraskova được bố mẹ đón sang Cộng hòa Séc sinh sống khi mới 8 tuổi. Việc lớn lên và tiếp nhận văn hóa khác biệt tại xứ người hẳn không phải dễ dàng đối với những đứa trẻ người Việt. Và việc được chia sẻ những cảm nhận, cảm xúc về cuộc sống là những gì dễ nhận thấy ở những lớp thế hệ người Việt ngày một nhiều. Sinh ra trong một gia đình yêu văn chương cũng là lý do để Dương Nguyễn Yiraskova tiếp nối đam mê ấy. Cô đã dùng văn của mình để viết ra những dòng cảm xúc, những suy nghĩ về cuộc sống của cá nhân cô và cũng chính của cộng đồng người Việt tại Séc. Dương hồi nó sang thì con ấy hồi nó bé nó nhanh nhẹn mà nó tháo vát mà nó chả sợ ai. Bởi vì là khi mà nó sang ấy, bắt đầu nó sang ấy thì ở nhà bác cứ dạy cho nó một số cái tiếng tiệp chào hỏi rồi vân vân, cảm ơn, xin lỗi, đấy, cái thứ đấy. Bởi vì nó mới vừa sang năm 95 cái thì là mấy ngày đầu là bác cũng cứ dạy cho nó mấy cái câu thế. Nếu đi đâu nó gặp người là nó cứ đô đi lên. Tính chị từ hồi đầu, chị nghĩ cái gì là chị nói. Chị thấy cái gì hay thì chị khen, mà chị thấy cái gì không hay thì chị cũng thấy là nói ra để kiểu như là tự hỏi mình ấy. Ở trong đầu chị suốt ngày hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Kiểu đấy là cái câu hỏi của cuộc đời mình. Những ngày còn bé, chợ Sapa, nơi kinh doanh buôn bán của người Việt, chính là nơi Dương Nguyễn Yiraskova lui tới nhiều nhất và cũng ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Cũng chính nơi đây đã để lại cho Dương nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm, nhiều suy ngẫm nhất về cuộc sống nơi xứ người. Với nhiều tâm tư được thu gọn lại trong tầm mắt, trong suy nghĩ của một cô gái mới lớn, Dương đã giải phóng những cảm nhận bấy lâu nay của mình qua cuốn sách Banan Nove Jice. Cũng từ những câu chuyện đời thường ấy, Dương Nguyễn Yiraskova hiểu hơn về nguồn gốc của mình và muốn tìm hiểu nhiều hơn với gốc gác của chính mình. Nguyên gốc của mình có nghĩa là bố mẹ, rồi là tổ tiên, rồi là ấy. Nhưng mà chị cũng thấy là nếu mà chị muốn thành công như là người, con người tốt, con người thành đạt, con người mà có thể nuôi con một cách nào để mình tự hào về mình, thì mình phải kiểu như là không phải là phải, nhưng mà chị muốn hiểu biết về cái nguồn gốc chị hơn. Mà chị không muốn biết về cái nguồn gốc Việt Nam của chị bằng chẳng hạn đọc sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Chị muốn đọc thơ của ông ngoại chị bằng cái tiếng mẹ đẻ của chị. Chị muốn đọc thư của những người quen của chị bằng tiếng mẹ đẻ của chị. Mà chị muốn nói chuyện với cả bố mẹ. Mình là người Việt rất tự hào. Blog Đôi Môi được sư Nguyễn Yiraskova bắt đầu viết từ năm 2008 và cho đến ngày 9 tháng 11 năm 2017, cuốn sách Banan Nove Jice được chính thức ra mắt. Cùng vào thời điểm đó, cô cũng làm cộng tác viên cho báo Aktuanya.cz với nhiều bài viết về cộng đồng người Việt tại Séc. Tuy nhiên, ngay sau đó, những gì cô viết đã vấp phải không ít những phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng người Việt. Dương cũng chịu không ít áp lực và stress về điều đó. Nhưng cô vẫn vượt qua được nhờ sự động viên, tin tưởng và khích lệ từ chính người cha của mình cũng như gia đình. Alo? Dạ bố ạ. Bố đang ở đâu vậy? Ở nhà. Thì con đã có một quyển sách, con đã viết rồi, lâu rồi. Con viết bằng tiếng Việt. Nhưng mà con chưa cho bố đọc một tí nào bởi vì con hơi sợ. Nhưng mà bây giờ con quyết tâm là con sẽ viết và con đã có tên rồi nhá. Con có cái tên nhá cho cái quyển sách đầu tiên. Con sẽ in và con viết tiếng Việt. Rồi con sẽ dịch ra các cái tiếng khác. Nó nhưng mà đầu tiên là phải Việt. Vincent van Gogh. Yeah. Charka. Dương không mất gốc. Yeah. So Không mất gốc. Không mất gốc đúng không?
Chắc chắn là không bắt gốc chứ. I love you. Bác hoàn toàn ủng hộ những sở thích của con. Chưa bao giờ bác áp đặt cho chúng nó một điều gì. Chỉ có khuyên, không bao giờ là bắt là con phải thế nọ, phải thế kia. Bác vẫn thường nói với chúng nó nhá, các con chỉ có phải chết, và bố và mọi người đều chỉ có phải chết thôi. Còn không có phải cái gì. Phải chết, đấy là cái điều ai cũng phải chết. Còn lại là nên làm theo cái óc mình suy nghĩ, con tim mình mà làm sao cho nó đúng, cho nó phải đạo. Tôi biết cuốn sách này, và là một người đã từng sống ở Việt Nam 5 năm, thì tôi có thể nói là cuốn sách này có thể giúp người đọc tìm hiểu thêm về nghĩa của từ Bananovayiche, vì tác giả đã giải thích trong cuốn sách rất tốt. Bạn ấy đã nói cả những vấn đề nhạy cảm cá nhân mà rất hiếm ai có thể diễn đạt bằng lời văn. Nó vừa là những vấn đề mà người Việt không nói, và dành cho cả những người Séc muốn hiểu về những đứa trẻ chuối. Trong cuốn sách Bananovayiche hay trên trang blog Đôi Môi, Dương chia sẻ nhiều hơn về văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam trong mắt của mình. Cô yêu Việt Nam và yêu tiếng Việt hơn những gì cô nghĩ, và Dương luôn tự hào về điều đó. Příběh 12. Vyber si školu, vyber si život. Dobře se uč, poslouchej paní učitelku, vyber si kroužek, vyber si doučování, vyber si školu, vyber si zaměstnání, vyber si kariéru, vyber si život a pak vyhoř. Protože tohle všechno za tebe vybírají rodiče, ostatní rodinní příslušníci, případně jejich moudří kamarádi. To všechno, protože člověka ve Vietnamu definuje práce. Proto se klade tak velký důraz na školu a budoucí kariéru. Jenže to může vést k tomu, že člověk celý život dělá něco, co ho vlastně nebaví. Že se stylizuje do ničeho, co vlastně ani nechce, a na konci se třeba i rozsype, protože ten tlak prostě nevydrží. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đoạn video clip vừa rồi do ban biên tập Tam Đa Media thực hiện giúp chúng ta hiểu hơn phần nào về nhân vật. Và trên tay tôi đang là cuốn sách Bananovayiche, được xuất bản vào năm 2017 do một cô gái người Việt sinh sống tại Séc viết. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu để hiểu hơn về tác giả và cuốn sách này, thì ngay bên cạnh tôi là chị Dương Nguyễn Yeraskova. Xin chào chị, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Dương chào Trang và các bạn Tam Đa Media, và cảm ơn đã mời Dương. Cuốn sách Bananovayiche, mọi người biết đến chị nhiều hơn. Vậy theo chị, cụm từ Bananovayiche, tạm dịch là trẻ chuối, có lột tả được hết những cái ý nghĩa của thế hệ thứ 2, thứ 3 đang sinh sống tại Séc không ạ? Hãy tự hào về là mình là trẻ chuối, bởi vì mình đã vừa hiểu văn hóa Việt Nam, mình đã vừa hiểu cái văn hóa Tiệp. Mình nên dùng nó để kiểu như là liên kết thế hệ thứ hai, thứ ba. Thứ hai, thứ ba vào cái thế hệ bố mẹ mình nữa. Bởi vì cả thường thường thì biết cả tiếng Việt cả tiếng Tiệp, nên là bây giờ cái đấy cũng là lý do tại sao Dương dạy bọn chị, giúp trẻ con ở trường. Bởi vì cái thế hệ đấy thì nó sẽ rất là trắng ở trong tâm hồn rồi. Nếu mà không cho nó thêm cái văn hóa Việt Nam. Dương đặt cái tên của sách là Bananovayiche, chính là về cuộc sống của Dương, đẻ ra ở Việt Nam, sống ở Việt Nam 8 năm, xong rồi là chuyển sang bên Tiệp hồi 8 tuổi từ thủ đô Hà Nội. Cô bé chuối đối với Dương ấy, thì nó là giữa Việt, Tiệp mà cũng Pháp. Vâng, và đây có phải là cuốn sách đầu tiên của chị không? Đúng ạ, đúng. Dương bắt đầu viết blog năm 2008. Cái thời điểm nào là chị bắt đầu viết quyển sách này? Bắt đầu cái blog đầu tiên ở trên Actual nhé, CZ. Từ hồi đấy là chúng bắt đầu viết kiểu như là cái nhật ký online khi năm 2015. Thì cái năm đấy là rất đặc biệt đối với Dương về cái ngành viết sách. Bởi vì là năm đấy Dương quyết định là không làm ở văn phòng nữa, sẽ không làm project manager ở công ty nước ngoài, mà sẽ
chuyên về viết sách, viết viết quảng cáo, hay là nói chung là sẽ viết. Bắt đầu sơ sơ nói chuyện với cả Albatross là nhà xuất bản sách lớn nhất ở Tiệp, thì đã nói về có thể là sẽ dùng mấy cái blog để viết một quyển sách, nhưng mà sẽ không là một phần 100% blog, nhưng mà về cái cuộc đời, cuộc sống của Dương như là bé chuối. Lý do tại sao chị lại chọn chủ đề này để viết trong cuốn sách Banana và DJ này? Nó là cuộc đời của Dương, mà cũng là mục tiêu của Dương là viết cho con, cho cháu. Và cho Dương hồi Dương 14-15 tuổi, lần đầu tiên quay về Việt Nam sau khi mà chuyển sang Séc, thì nó đã sốc, sốc kiểu như là văn hóa, rồi ngoại ngữ, rồi là tâm lý, rồi là thương bà, thương bố, thương mẹ, rồi tủi thân nữa. Bởi vì là Dương tìm cái nguồn gốc của mình. Tại sao lúc đó chị lại chọn viết là bằng tiếng Séc mà không phải là bằng tiếng Việt Nam? Bởi vì là người Việt Nam mà thế hệ đầu tiên ở bên này thì hầu như là mọi người biết rất là ít tiếng Séc. Cái tiếng đấy Dương thấy là rất tự nhiên. Thật sự là cái viết cái quyển sách này trong một năm, Dương suy nghĩ bằng tiếng Tiệp nhiều hơn. Bởi vì cái blog nó đã bằng tiếng Tiệp rồi. Quyển sách đầu tiên thì Dương chọn cái tiếng nào mà Dương thấy nó dễ nhất với mình hết. Nó dễ nhất. Bởi vì làm việc là đã làm bằng tiếng Tiệp và tiếng Anh này. Nói chuyện với chồng bằng tiếng Tiệp, một tí tiếng Việt, nói chuyện với bố mẹ thì tiếng Việt, bạn thì hồi đấy cũng ít bạn Việt hơn. Cái tìm về nguồn gốc Việt Nam thì nó không thể nào qua được một cái quyển sách hay là vài cái blog. Dương nghĩ là cái đấy cả đời. Cũng vì Dương tự muốn hiểu mình hơn và muốn hiểu cái lòng mẹ, lòng cha, nhưng mà qua cái ánh mắt người Việt, văn hóa người Việt Nam, nói chung là nó như biển, như sông ấy, không bao giờ cạn. Nên là tự mình và tự cho con và chồng. Khi mà xuất bản quyển sách này thì bố mẹ của bạn có ủng hộ không? Nếu mà nói ủng hộ thì nó quá là ít, hay là quá là cái từ nhẹ nhàng. Và tự hào là được nói là con gái tôi là nhà văn. Với cả mẹ thì ủng hộ thì rất là 100% từ hồi đầu, từ hồi blog thôi. Trước giờ chị đã từng viết ở trên trang báo điện tử actualnha.cz như chị đã giới thiệu ở đầu chương trình. Và cũng được biết rằng là những bài viết của chị, hầu như những cái bài viết của chị từ trang blog Đôi Môi thì cũng được đăng tải ở trên actualnha.cz. Vậy chị có thể chia sẻ cho khán giả biết là tại sao chị lại đặt tên blog của mình là Đôi Môi không? Có nghĩa là đôi môi, hay là có cái hơi ná ná như là cái khi mà cái đổi mới của trong cuộc sống của Dương hồi đấy. Khi mà có những bài viết ở trên blog Đôi Môi thì sau đó bản thân bạn cũng đã nhận được những phản đối rất là gay gắt từ cộng đồng người Việt Nam. Tại sao lại vậy? Cái phản đối đấy là nó bắt đầu từ năm 2008 rồi, hồi đầu blog của Dương. Chính ra cái hồi đấy là Actualnha là một cái báo online đầu tiên của Tiệp. Mà Dương được mời vào cái chỗ đấy, chính ra là viết blog như là nhà báo. Thời điểm đó cũng có phải là bạn là một trong những người đầu tiên viết về cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Séc? Đúng như vậy. Mà mọi người cho rằng là hơi láo, hay là hơi quá mức, hay là bởi vì là cái hồi đấy thì quan điểm của Dương là hơi kín, không cởi mở, mà Dương thấy là không hiểu bố mẹ mấy, không hiểu cái nguồn gốc của mình, mà cũng không hiểu cái Việt Nam trong mình là nó như thế nào. Hồi đấy thì Dương mất nhiều bạn, làm cho tất nhiên là mình mất tự tin, rồi làm cho mình khóc, rồi là có thể là cái đấy là cái lý do mà tại sao Dương quyết định là Dương sẽ đi học ở Pháp, rồi là muốn xa cộng đồng Việt Nam ở Tiệp. Và lúc đấy chị có bị áp lực không? Cái năm đấy thì Dương rất là bị trầm cảm và buồn. Tất nhiên là Dương hỏi tại sao, Dương hỏi cả bố mẹ, thì bố mẹ họ Dương là rất ủng hộ, là con cứ kệ, bố mẹ dạy con từ nhỏ rồi, là con có ý kiến thì con nói như thế nào để thật, để khi mà con nhớ lại, khi con nhớ lại thì con sẽ tự hào về mình, thì con cũng bỏ ra ngoài đầu. Bởi vì là có nhiều người ta không thể hiểu được cái cách con viết. Dương viết là nó rất gọi nó cái kiểu nó hơi Tiệp, là hay làm đùa, kiểu như là hay đùa hay chọc chọc mình và chọc
cộng đồng Việt Nam, chọc những người Việt Nam mà Dương thấy hơi có cái mà nên phê bình, hay là Dương hay chọc những người mà Dương rất là hâm mộ, nhưng mà phải chọc họ một tí. Cộng đồng Việt Nam ở Tiệp mà so sánh với cả cộng đồng khác ở Tiệp thì mình rất là hòa bình, rất là thương nhau. Nhưng mà như là một cái xã hội nào cũng vậy, thế hệ trẻ nào cũng vậy, thấy cái gì mà có thể là làm tốt hơn được hay là thay đổi tốt hơn được thì nên phải chỉ vào, xong rồi là phải hỏi tại sao, cách nào, rồi thế thì mình mới phát triển được chứ. Một trong những bài viết trên blog Đôi Môi cũng đã được đăng tải ở trên Actua.cz, và tại cái thời điểm đó thì cộng đồng người Việt Nam cũng đã phản ứng rất là gay gắt về những bài viết đó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là khi Dương bắt đầu là viết blog cho Actua nhé, được mấy cái blog rồi, thì sau khoảng một tháng, nhà báo lớn Lê Đỗ Bé Nói Viết ấy gọi cho Dương là muốn Dương viết nhiều hơn, cái bài dài hơn 5-6 trang này cho cái báo bằng tiếng Tiệp, nói về cộng đồng Việt Nam, nhà báo hay là phiên dịch gì đấy, người Việt Nam ở Tuần Tin Mới, hồi đấy là báo Tuần Tin Mới, dịch ra. Nhưng mà dịch một cái cách là không hỏi Dương có được dịch không, lại không hỏi cái nhà báo Tiệp này, không tôn trọng Dương và không tôn trọng cái người chụp ảnh hay là cái người in ra in báo. Người ta đã dùng cái ảnh của Dương và các bạn cho lên trang 1 luôn của cái báo cái Tuần Tin Mới đấy, mà dịch ra là chẳng hạn những cái câu mà Dương viết là Chlovek ấy, con người ở Sapa, chợ Sapa, hiểu không? Thì chú ý dùng cái hắn hay là kẻ, những cái từ mà làm cho những cái câu Dương viết thành nó không hay, kiểu như là nó, tức là bản thân người đọc sẽ cảm thấy ác cảm. Ác cảm, rất là ác cảm, bởi vì là trong cái bài đấy thì Dương nói về những cô ở Sapa hay nói xấu bọn trẻ, bởi vì là Dương hay ra thăm cô hay là đi lấy hàng với mẹ giúp mẹ, thì Dương thấy cô các bác hay kiểu như là để ý những mấy cái người đi trẻ, tại sao không dùng cái thời gian này để chia sẻ gì với cho cái thế hệ trẻ hơn, mà tại sao phải nói xấu con người ta sau lưng, tại sao không gặp cháu ấy ra đây cô nói chuyện cái này, tại sao cháu thế này cháu thế kia. Dương nghĩ là không thể nào mình im lặng được, bởi vì cái đấy là một cái nó rất là nguy hiểm khi thấy khi mà cái lưới trẻ nó đã mất tự tin rồi, mà bây giờ nó biết là bị kiểu như là xúc phạm đằng sau lưng như thế nữa. Nên là trong cái bài đấy tất nhiên là Dương viết về những cái mà Dương thích ở văn hóa Việt Nam hay cộng đồng Việt Nam, nhưng mà Dương cũng viết về những cái mà Dương thấy là không nên. Và đến bây giờ không, hình ảnh cộng đồng người Việt Nam trong bạn nó có thay đổi cách đây sau 5 năm không? Mỗi người có một cái quan điểm khác, hiểu không? Nhưng mà hãy tôn trọng cái cuộc sống của tôi hay là cái cách viết của tôi. Trước đó bạn có bảo rằng là một công việc thu nhập đầy đủ, nhưng mà sau đó lại chuyển sang làm sách, viết sách. Trong khi đó mà thu nhập nó sẽ không ổn định bằng cái công việc trước. Tại sao chị lại chọn con đường như vậy? Đã không có thể viết ra, không có thể nói, không có thể đặt những câu hỏi mà Dương có, mà Dương thấy có cơ hội đang sống ở Cộng hòa Séc, có cái cơ hội được viết cái gì thích viết gì thì viết, nói cái gì thì nói. Dương may mà cũng lấy được người chồng rất là thành đạt, nên là có cái cơ hội. Tất nhiên là cái lương của Dương bây giờ không thể nào so sánh với cái lương mà hồi làm ở văn phòng, nhưng mà gia đình Dương hay là gia đình chồng Dương không bao giờ đặt cái tiền hơn tình. Khi Dương viết cái quyển sách này mà ở trong đấy có nhiều cái mà qua ánh mắt chồng Jacob, thì ở giữa quyển sách là nói về bệnh rối loạn lưỡng cực. Sau 4 năm sau khi ra sách thì Dương đã được bác sĩ nhận xét là bị cái bệnh này nhưng mà nhẹ nhất. Và như vậy thì chị có tiếp tục viết sách nữa không? Cái đấy như là Trang hỏi là chị có Dương có tiếp tục sống không? Trong tương lai thì chị có đang viết quyển sách nào không, mà chị có thể bật mí với khán giả được không? Dương viết về mình, nhưng mà bây giờ Dương viết bằng tiếng Anh, bởi vì là tiếng Anh thì sẽ nhiều người sẽ đọc được, mà Dương hy vọng sẽ được giúp mình và giúp cả con hiểu mình, và giúp cả những người mà có cái bệnh đấy
hay là người nào quen người nào có bệnh đấy. Xong rồi là Dương viết quyển sách về cuộc sống của bố Dương nữa. Quyển sách của về bố thì cũng là tiếng Anh, nhưng một quyển sách bằng tiếng Việt Dương viết là Dương không mất gốc. Sẽ viết cho những người ở Việt Nam, cho gia đình và bạn bè Dương ở Việt Nam để hiểu cái cuộc sống của Dương và bên này. Và đến bây giờ thì bạn có cảm thấy là mình là một người thật sự không mất gốc không? 100% là không. Lý do tại sao lại khiến bạn tự tin như vậy? Là con người thì thấy mình không mất gốc được. Bởi vì mình nhất là biết nói tiếng Việt này, mơ bằng tiếng Việt nữa, thì không mất gốc Pháp, không mất gốc Việt mà lại còn viết sách tiếp. Nhắc đến người chồng của bạn thì không biết là người chồng của bạn có yêu văn hóa Việt Nam không? Mẹ chồng Dương kể là từ hồi anh ấy 12, 13 tuổi anh đã bảo mẹ ơi con sẽ lấy câu châu Á nào đấy, bởi vì là con thích ăn đồ Việt, đồ Thái lắm. Nem rán này cùng với cả Y Nhi thì thích nhất cơm trắng với cả thịt kho. Và những cái món ấy chị có tự tay trổ tài khi ở nhà không? Tất nhiên. Vậy thì những cái ngày lễ, ngày Tết truyền thống của Séc và cả Việt Nam thì hai vợ chồng bạn đã đón nhận nó ra sao? Tết Tây là dành cho đằng nội này, còn Tết Ta thì dành cho đằng ngoại. Mà hay nhất chẳng hạn cái năm mà không có Covid ấy, trước đây thì thường thường là ngày Ta, Tết Ta là mời cả đằng nội về, đằng ngoại, rồi là cả cái gia đình trắng vàng cùng ngồi với nhau hết. Rất nhiều bố mẹ ở bên này có một quan điểm là con mình sau này nên lấy những người đồng văn hóa. Thì chị có ý kiến sao về cái vấn đề này? Cái vấn đề thì đấy thì Dương thấy hơi buồn, bởi vì là khi đã sống ở đây rồi thì nên thông cảm cho thế hệ 2, 3, 4 là tất nhiên là sinh hoạt và bạn bè đi học với nhau thì cũng vừa Việt Nam vừa châu Phi, châu Á, châu với cả Tây tiệp. Thì mình muốn tôn trọng cho con mình thì cũng nên tôn trọng cái lựa chọn của con mình. Vâng, và quay lại với chủ đề viết sách. Vậy trong tương lai chị Dương Nguyễn Yeraskova có dự định gì không? Mong muốn nhất của Dương là sẽ có cái nhà xuất bản sách của riêng Dương, tên là Nguyễn Yeraskova. Ước mơ hay là giấc mơ của bạn là gì trong tương lai? Ước mơ là sẽ được về Việt Nam nhiều hơn, nhất là đưa con, đưa chồng về. Và Dương muốn giúp một cách nào đấy những trẻ em mà không có được cái cơ hội như Dương hay là con Dương, những trẻ đẻ ra mà bị ô nhiễm chất độc màu da cam. Xin cảm ơn chị Dương Giraskova về cuộc trò chuyện rất là chân thành ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình trò chuyện cùng Tamda Media. Dương cũng cảm ơn. Vâng, và tôi hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện chân thành ngày hôm nay sẽ giúp quý khán giả hiểu hơn về cuốn sách Banano về Nietzsche cũng như những câu chuyện liên quan đến tác giả của cuốn sách này. Và chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo của Trò chuyện cùng Tamda Media sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 4 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.